Vâng, xin chào các bác nhá. Em tiếp tục lên cho các bác một con loa dòng 2 bát. Đánh cực VIP luôn các bác nhá. Đánh phê lắm. Bát nó tiếng đánh nó chắc và nó đầm dã man luôn các bạn. Đấy, thì đây, giới thiệu đến các bác đây là dòng loa của hãng Đê Đông M10. Đây, 2 bát các bác nhá, dòng 2 bát. Đánh phê lắm. Bác nào mà đã trải nghiệm cái dòng M10 rồi thì nghe sướng cực kỳ luôn. Riêng cái dòng của hãng này coi nhá, thì cái bát của nó tiếng lúc nào cũng ấm, rất rất là ấm luôn. Đấy, và con này nó được trang bị tới 2 bát, thế nên là lực đánh của nó rất khỏe coi nhá. Bác nào mà có âm ly có công suất ở nhà rồi thì cứ việc ghép vào. Những con âm ly size trung hay là của dòng mini ghép vào đây cho em. Đánh thì hết nước chấm luôn. Đấy, dòng 2 bát thiết kế rất là đẹp. 2 bát 1 tép, thương hiệu của hãng đèn ông M, mã là M10. Đây, các bạn nhìn những cái dòng cao cấp này của nó thì cầu của nó đều là cầu bóp chuối các bạn nhé. Còn những cái dòng thông thường thì nó chỉ là cầu kẹp thôi. Đấy, còn đây là phiên bản cao cấp, thế nên là nó sẽ được trang bị là cầu bóp chuối. Bởi vì nhìn đằng trước trông nó hầm hố như thế mà ở đây làm cái cầu kẹp thì trông nó chán đúng không ạ? Thế nên là người ta phải làm một cái cầu bóp chuối như này thì nó mới cân xứng được, nó mới xứng tầm đi với cái dòng bát này của nó. Công suất của loa thì nó sẽ là 100W các bạn nhá. Đấy, một trước là 100, cứ một trước. Đây. Đấy, trước bên này cũng 100, trước bên này 100, trở kháng là 6 ohm. Một trăm ở đây các bác nhá, 100 ở đây thì nó là công suất mà có thể chịu đựng tối đa. Đấy, tức là công suất tối đa mà nó có thể chịu đựng được là 100W. Đấy. Thế nên là các bác có thể phối được những con âm ly nó cứ từ tầm khoảng là 40W đổ lên là phối được các bác nhá. Cứ từ 40W đổ lên là phối được cho con này. Bởi vì cái thông số ở đây họ ghi là cái họ ghi là cái giới hạn chịu đựng. Kiểu như là em với các bác ấy, ví dụ như là cái giới hạn một đồ vật em có thể bê được nó tầm khoảng là 25 cân. Đấy. Thì một cái đồ vật khoảng 25 cân là giới hạn mà em bê được. Thì tức là những cái vật nào mà dưới 25 cân là em thừa sức bê. Được chưa ạ? Như các bác vậy, ví dụ giới hạn của các bác là 40 cân thì tất cả những cái vật nào mà dưới 40 cân là các bác bê được, còn trên 40 cân là không bê được, bê là gãy xương. Thì con loa cũng vậy, dưới 100W là nó chơi được, còn trên 100W là nó chết bát ngay. Được chưa? Đấy, thế nên là các bác có những con mi ví dụ như là 20W, 30W, 35, 40, 45, 50. Đấy, miễn là sao mà cứ dưới 100 này là các bác ghép vào đây được. Được chưa? Và em thấy là nhiều bác rất hay tính tính công suất nhưng mà lại tính theo tổng của hai loa, tức là các bác sẽ cộng vào. Các bác sẽ à con này 100, con này 100 cộng vào nó là 200. Vậy thì âm ly tầm khoảng 100W thì làm sao mà đánh được. Nhưng mà như vậy là sai hoàn toàn các bác nhá. Bởi vì là mỗi một cái cầu của âm ly thì nó sẽ chịu trách nhiệm một vế một con loa này. Đấy. Được chưa ạ? Chứ không phải các bác cộng tổng cả hai cái vào maximum mà sau đó các bác bảo là không âm ly nó đánh được. Như vậy là sai hoàn toàn. Đấy. Rất là nhiều bác đang bị như tình trạng như vậy các bác nhá. Kiểu mới chơi các bạn, vâng mới chơi được mấy tháng hoặc là bắt đầu là thấy người ta chơi thì về cũng chơi nhưng mà kiểu chưa tìm hiểu các bác. Ê căng thì đầy đủ hoa trước. Về kích thước thì để em đo luôn. Cái dòng này thì chiều cao của nó các bác nhá, cao của nó là 30. Này, nó là dòng mini cỡ đại. Hay còn gọi con này cũng có thể gọi là cái dòng bookshelf rồi vì nó to mà. Nó là mini cỡ đại, nó là to, phiên bản to. Cao 30. Còn mini thông thường nó chỉ cao 25 với cả 22 đây các bác nhá. Đấy. Rộng là 16,5. Sâu là 24 chưa tính căng. Căng thì các bác cộng thêm cho em 1 phân nữa vào. Về giá thì em báo luôn nhá. Con này bác nào chốt để các bác là 1 triệu, con em đang bán của nó bình thường đang bán là 1,8 triệu đấy, nhưng mà hôm nay nếu bác nào chốt nhá. Bác nào chốt trong ngày hôm nay luôn, tức là giá là em chỉ để trong ngày thôi. Thì nếu như bác nào chốt em để cho các bác này một cái giá gọi là siêu VIP luôn này. 1.480.000. Được chưa ạ? Chỉ đúng một cặp duy nhất, còn sang cặp thứ hai không có các bác nhá. Và cái giá là em chỉ để trong ngày hôm nay. Tức là ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7. Đấy, mùng 2 tháng 7. Tức là hết 6 giờ chiều hôm nay là không còn cái khuyến mại này nhá. Đây là khuyến mại đặc biệt dành riêng cho bác nào chốt trong ngày hôm nay. Đấy.
Bởi vì em đang bán những cái dòng này thì giá họ tất cả đều 1 triệu 8 hết các bác nhá. Con nào hàng trung bình em cũng phải bán tầm khoảng 1 triệu rưỡi. Đấy. Còn như con này nó thuộc dòng gọi là hàng đẹp đấy. Như này là quá đẹp rồi. Còn nhiều con về nó chóc chứ các thứ em bán 1 triệu rưỡi. Còn con này nó như này là quá đẹp rồi. Đấy, em đang gọi là chương trình giá gọi là một ngày duy nhất chiên khách hàng còn 1 triệu 480 nghìn. Chưa bao giờ có luôn, em bán cặp này chưa bao giờ dưới 1 triệu rưỡi các bác nhá. Đấy. Em bán rất là nhiều dòng này rồi bởi vì là dòng này nghe nó sướng lắm. Nhưng mà chưa một cặp nào dưới 1 triệu rưỡi. Có duy nhất ngày hôm nay nhá. Là em áp dụng vào ngày mùng 2 tháng 7. Đấy. Để kỷ niệm một cặp. Bác nào chốt thì nhanh tay alo cho em, được chưa ạ? Đấy, phiên bản này thì phê lắm, đánh cực sướng luôn. Bác nào chốt thì để em có một cái video clip test bàn giao lại nhá. Đảm bảo cho các bác là nghe là sướng luôn. Vâng, xin chào các bác.